Chiều ăn méo méo nữa. Không nghịch đâu nha, tí nhá nha. Ừ. Nó không thể nó muốn nó. Cả bổng đâu. Ui, tí bẳng nha, à bẳng luôn. Kìa. Thế tao ấy là nó muốn phỏ hoa bà. Nó không có hiểu tao cơ. Đúng không? Tao tao xin nữa. Đây đồ nhỏ lắm. Đấy kìa. Cái đóng được rồi. Đó không tả. Không phải nhiệt luôn mà. Đó là gì à? Ừ. 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 Vâng vâng vâng, tí vào tay đấy. Ôi, cái này còn... còn không bằng này. Em muốn xem. Có đẹp không Nhung? Nhìn nó bằng không? Con đã có biết đâu. Tao đợi lúc thằng tôi chỉ rong cao nè. Em chơi tao phải rong. Cầm bóng á. Cầm bóng á. Chị uống. Chị em chị uống. Chị của em không nghịch đây.
Công nghiệp đây, phòng của mẹ đây. Ngồi lên ghế đi con ơi. Ngồi lên ghế đi. Con ngồi lên ghế đi. Nè. Hãy subscribe cho
Bà làm cái rồi nhé. Mình cần cái đầu rồi. Bà làm cái rồi con nhé. Để mình cài không ạ bà? Cài như nào đấy con? Con này em nhé. Ba ngã em rồi. Em đi mò cái chỗ gì? Làm gì đây? Em đi mò cái gì đây? Ôi, con ở đây, con ở im đây nhá. Chị đẹp chưa nhìn này? Chị đẹp chưa nhìn này? Nè, nè. Còn thích không? Con thích. Rồi. À, như công chúa luôn. Đây, xin này nữa. Dạ. Thơm lắm. Ta ta, ta ta. Nè, 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 ta 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 ta. Ta. Cầm bóng. Bắt chỉ muốn. Không muốn chê. Gheo, gheo. Xin lỗi em nhé, chị ơi. Đi ba đi. Ôi sao. Thank you.
bạn giống cậu luôn á. Mẹ tiêu tân tí lên thầy. Có tao lá. Ờ. Để làm được rồi. Đây này. Để làm được Yến rồi nha. Yeah. Ôi Yến chơi rồi. À. Ừ. Ô, anh là loài hoa đẹp hết. À, mẹ bé. Ui, con có hoa đẹp thế, ba làm chưa? Đẹp không? Đẹp quá nhờ. Được không? Con bé cũng xinh quá mọi. Chị này, chị cũng xinh kìa. Xinh quá. Thôi chứng nào. Đánh cho nó, chứng Yến nó tầng lên nha. Tầng lên nha, phải đánh bắn. Đánh gì? Nè. Cứ mày đánh thử nào. Con nhẹ đánh. Đánh cho nó chuẩn tí. Ôi. Ôi, đẹp lắm. Thế này. Ờ, thế này chứ. Ôi, đẹp thế nhỉ. Thế này khi nào mới biết rơi đây. Ôi, đẹp quá. Ôi. Đây. Anh hình như là chỗ này có gió đẩy biển chỗ này lên. Chắc là thế. Anh cứ đánh ở ôi đẹp quá. Ôi. Đẹp thế nhỉ. Đấy. Nhung thích không Nhung ơi? Thích. Đẹp thế con ơi. Ôi. Đẹp quá. Mai con sẽ được. Mai con sẽ được đi chơi Tết cùng với Yến này rồi con ạ. Mẹ làm cho con một cái này nữa. Ôi. Hình như là ở dưới này lên nó có. Ôi. Đẹp quá nhỉ. Đẹp đấy. Ôi. Đúng là hình như là ở dưới này lên nó có gió hơn sao. Đúng rồi. À em biết rồi. Hả? Ở trên đấy là em biết phải, em phải lùi xuống như nào. Ở dưới này là đang có gió về đấy anh. Ở dưới này xong là nhưng mà anh không biết dùng sức. Ở dưới này thì mình lấy mạnh một tí nó cũng không đi nữa.